Con xin hỏi sư có từng áp dụng Phật pháp vào việc học hiểu khoa học hiện giờ chưa? Nếu có, xin sư hướng dẫn cho con. Cái vấn đề của khoa học thời nay là chúng ta nên cẩn thận. Bởi vì những cái phát minh khoa học á là để chứng minh là những cái phát hiện trước là sai lầm. Quý vị đọc tìm hiểu nhiều thì quý vị thấy cái phát minh sau, cái khám phá sau nó phủ nhận cái khám phá trước. Thì chúng ta lấy cái gì để chúng ta coi khoa học là cái thước đo? Trong khi đó chánh pháp thì luôn luôn đúng. Còn những cái phát minh khoa học, những nghiên cứu khoa học á là cái thằng sau chứng minh thằng trước nó sai. Chính bởi vì như vậy giữa chánh pháp và khoa học có sự chênh lệch. Hơn nữa đó, khoa học á phục vụ cho sự tiện nghi của đời sống. Để ý coi là những cái phát minh khoa học thì làm cho chúng ta càng ngày càng lười. Trong khi đó đó, Phật pháp thì phục vụ cái chuyện giải thoát. Khoa học phục vụ cái chuyện hưởng thụ. Phật pháp phục vụ cái chuyện ly dục. Thành ra bản chất của khoa học và Phật pháp là khác nhau. Chỉ có một cái như thế này là Phật pháp có thể giải thích các vấn đề liên quan đến triết học và tâm lý học. Thì nếu như ai mà nghiên cứu về lĩnh vực triết học hoặc tâm lý học đó thì họ có thể tham khảo Phật giáo, và Phật giáo có thể giải thích rất nhiều những vấn đề mà triết học họ tranh cãi nhau hoặc là tâm lý học họ bối rối không có cách giải quyết. Thì trong cái vấn đề này thì có thể tham khảo Phật pháp, còn các vấn đề khoa học còn lại thì giữa khoa học và Phật giáo nó có cái sự lệch pha với nhau.